quá à. Long có đi giống hoàng hôn không? Con nhiều nha. Mẹ mơ cái gì? Buổi chiều. Con đi nhắm hoàng hôn không? Không nhắm đâu. Không nhắm chứ đi đâu? Chứ đi về nhà. Nhà ở đâu mà về? Đi về khách sạn. Khách sạn làm gì? Ngủ. Không buồn ngủ lắm hả? Rồi. Cái đẹp lắm anh. Chụp em bôi. Tao chụp hoài vậy mẹ. Mẹ chụp gì nhạc coi. Mẹ chụp một bôi mà chụp quá nhiều.